Lượt chơi cuối cùng, xin mời Trương Thế Vinh tiến vào mê cung tre. 7 phút đếm ngược không bắt đầu. Không có anh. Không có thử anh ơi. Anh ơi, cố lấy một lần hai cái chìa khóa cho em. Bình tĩnh nha anh. Thì có lo cho thử săn quá trời luôn. Vâng. Không quýnh người ta nha anh ơi. Thế là anh đi đầy sự kiêu ngạo không? Ồ. Đầy sự tự tin luôn á. Nghe tiếng rồi đó, nghe tiếng gì? Vô rồi đó anh ơi, thợ săn vô rồi đó. Thợ săn vô rồi. Đừng có đập thợ săn nha. Xong nhìn thấy được phim một đường nữa rồi. Ủa. Hay vậy. Anh tỉnh táo ha. Kìa. Hay quá vậy. Ôi trời ơi. Là không có dính luôn hả? Ừ, anh Vinh đúng là điểm sáng luôn á. Cẩn thận phía sau anh ơi. Ê, ê. Anh lại thoát. Ôi sao hay vậy trời. Ừ. Anh vô anh đi săn á, anh đi vô anh săn mấy người kia á. Anh có cần oxy không anh Vinh? Anh Vinh ơi, ăn bánh bao không? Không. Anh mệt rồi, mệt rồi, mệt rồi, mệt rồi. À. Một cú đánh võng quá tuyệt vời đến từ vị trí của anh voi biển. Đúng là tay chơi cực ơi. Thì ra những cái nét thở, nét mệt đó là anh diễn thôi. À. Nhìn xung quanh nha anh Vinh, nhìn xung quanh nha. Ok. Mấy cái bụi cây á, mấy cái bụi cây á anh. Anh Vinh ơi, ăn hủ tiếu không anh? Không, cái đó là anh cho phép á, anh cho phép. Anh ơi, không có đánh thợ săn nha anh. Anh thợ săn còn không vậy? Không thấy lên phim. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Như phim hành động gì đó. Trời ơi. Ôi, trời anh mới đánh cái camera hay gì kìa. Trời ơi, rồi, một cái bụt vô em mặt. Em thấy ảnh thú vô trong bụng cái anh thợ săn con người á. Anh ơi, tới gần cửa đi anh, tới gần cửa đi anh. Tới gần cửa thì em có thấy kìa. Đã hết 7 phút, thợ săn di động trùm cuối được thả vào. Hello anh. Ủa, hello anh. Công tác hả? Việc. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Hay, vô. No. Đường cục rồi, đường cục rồi. Anh ơi, ra đi anh ơi. Để tao đi giọng tới rồi. Ui. Ủa sao anh to xác vậy mà anh né được thợ săn di động luôn rồi. Tại vì anh thợ săn di động sợ. Cái là ổng nhanh nữa. Không, hình như là ổng thợ săn di động né ổng á. Đúng rồi. Ê.
nè. Hướng đi tìm chìa khóa anh được Vinh, không? Anh Vinh, em thấy rồi. Ở đâu vậy? Anh thợ săn lớn tuổi nhất, ngay trên cái cột gần ảnh luôn, ngay trên con đường ảnh đi luôn. Chưa. Từ từ để em nhìn lại một lần nữa nè. Anh tìm cái anh nào mà đó. Tìm luôn, đúng rồi. Hay quá. Ủa, cái này chìa khóa hả? Chìa đúng khóa rồi. Nãy tôi thấy mà. Ủa, chị sống lấy. Đâu có biết là chìa khóa đâu. Cộng dây màu vàng cộng dây màu xanh đúng không? Đúng rồi. Em thấy hết luôn á. Ủa. Phải có một người tạo phân tâm cho nó đã. Ừ. Chết rồi, anh Vinh yêu. Cẩn thận Vinh ơi. Thợ săn FPV đã chạm vào lưng của Trương Thế Vinh. Tôi mới vừa kéo xuống mà. Mọi người vô nha, anh nhớ tụi nó nha. Ê thợ săn FPV đã chạm vào người của Duy Khánh. Trời ơi, cái cát này chạy khó quá. Trời ơi, thôi 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 thôi. Quái vậy? Sao lại là tôi? Trời ơi, trời ơi. Thợ săn FPV đã chạm vào tay của Trương Thế Vinh. Oh, help me. Đúng rồi. Cứu, cứu anh! Đây! Ôi ơi! Chế mạnh nó không có nút! Cái đó không có nút nha hả? Ê, nó khôn quá à, nó núp chỗ đó không à? Anh Vinh, cái trái bóng hồi nãy mà anh bị bắt vào không có nút nha! Không có nút không? Không có nút! Bấm cho anh, bấm vô. Chưa. À, cái này có nút không? Có nút. Thợ săn đã chạm vào Trương Thế Vinh nên các bạn phải thả bong bóng lên vị trí ban đầu. Hai trái giữa. Hai trái cuối, hai trái này nè. Hai trái giữa. Đâu?
Không. Trái này với trái này. Ủa trái của anh không thấy. Có, trái anh có đúng không? Có. Trời ơi, giờ thì còn chơi cầu tuồng nữa. Ông nội ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Ơi gì vậy? Dặn cái đầu ra ngoài rồi. Anh ơi, cứu em. Trời ơi, bây giờ nguy hiểm quá. Em sợ quá. Có ai chạy ra kéo dây không? Mấy anh này bình thường dễ thương lắm mà. Ai dạ. Để bây giờ anh kéo cho mọi người ra bấm nha. Dạ coi. Kiều ơi. Dạ. Anh ra nha. Ok, em bảo vệ anh. Anh ơi. Anh ơi. Ôi em sợ quá em được. Bây giờ ai lôi cái dây qua đi. Trời ơi, cái gì mà dữ vậy? BB hãy cẩn thận. Trèo cao té đâu đấy. Dạ 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 em biết rồi, em biết rồi, em chắc rồi. Trương Thế Vinh vừa bị thỏ săn chạm vào người. Rồi bây giờ không được, bây giờ phải xông ra mới được. Bây giờ phải xông ra thôi. Xông ra đi xong ơi. Thôi mà, em xong, em té bây giờ. Anh Giang Ngọc Phước đã bị thợ săn chạm vào người. Chính vì thế Trương Thế Vinh phải buông bong bóng ra và kéo lại từ đầu. Trời ơi. Trời ơi. Bỏ mạng. Bắt đầu, bấm đi. Bấm đi đi. Bấm kêu kêu. Bỏ đầu. Bấm đi đi đi. Lại một lần nữa Trương Thế Vinh bị chạm vào người. Không được. Không có. Làm gì? Không có. Cái trái thứ tư nè anh Vinh. Cái ở ngoài đúng không baby? Trái ở ngoài cùng anh ơi. Giỡn chơi quay anh ơi. À, quay đi. Em bị đụng rồi. Ngọc Phước đã bị chạm vào người. Ủa mà sao vẫn còn ngân. Mà sao vẫn còn ngân. Thôi mà. Em sợ quá. Từ từ chữa mà. Người ta kêu dừng rồi. Người ta kêu dừng rồi. Anh trai ơi, người ta kêu dừng rồi mà. Cái gì mà hai ba người vậy? Trời ơi, cũng anh nữa. Kéo xuống kéo xuống. Em sợ quá. Rồi, đọc rồi. Trương Thế Vinh đã bấm thành công một cú hiệu hóa thợ săn đầu tiên. Hay quá, hết rồi. Yeah. Good job. Đâu một cái em. Trương Thế Vinh đã bấm thành công một nút vô hiệu hóa thợ săn đầu tiên. Chính vì thế, hai thợ săn con người sẽ bị biến mất. Vì Halloween chỉ còn hai thợ săn con người, trong khi các bạn lại có đến 5 người. Thế nên Halloween sẽ cho phép thợ săn di chuyển trên diện rộng. À, vậy thì hai anh chết với chúng tôi chiến này rồi. Khúc này làm không lợi đâu. Thợ săn tiếp tục truy đuổi. Ê, cẩn thận nha mọi người. Anh Vinh. Bấm đi. Mọi người, bấm đi. Trời ơi, anh Vinh ơi, cẩn thận. Cẩn thận sau lưng kìa. Không bấm được, đông quá. Anh ơi, Khánh. Ê. Và thợ săn đã chạm vào người của Trương Thế Vinh. Điều đó cũng có nghĩa rằng Trương Thế Vinh không còn là thành viên của biệt đội chạy đâu cho thoát nữa. Anh ơi. Anh Vinh. Anh Vinh. Em xin lỗi, em không chạy kịp, em chạy tới đó bắt em rồi. Và biệt đội chạy đâu cho thoát thân mến. Tin buồn cho các bạn, nhưng là tin vui cho Halloween. Bởi vì bất kỳ ai bị loại ở thử thách này, người đó sẽ trở thành tay sai thợ săn của Halloween. What? Và điều đó cũng có nghĩa Trương Thế Vinh từ đồng đội của các bạn sẽ trở thành thợ săn truy đuổi ngược lại các bạn.
Đừng anh. Trương Thế Vinh bây giờ là người của Hologram. No. Ủa? Tôi đã mơ thấy một người anh. 3, 2, 1. Biến hình. Ai? Trời ơi. Anh Vinh, anh còn nhớ em không? Ê mọi người cẩn thận. Anh thay đổi rồi anh Vinh. Anh không phải là con người mà em đã từng yêu thương và kính trọng. Thợ săn Trương Thế Vinh truy đuổi. Thấy rồi, bự gấp rưỡi lần. Bự gì hả? Đã quá. Đi. Dạ, em bán mì. Chuẩn mực thời nay là phải to. Cocomi đại, 1.5 gói. Cocomi đại, 1.5 gói mới. To gấp rưỡi so với mì 75g. Sợi vàng tươi, vị tôm chua cay, chanh ớt. Ăn 1 gói thì thiếu, 2 gói thì dư. Chỉ có Cocomi đại, 1.5 gói, 113g mới là quá đã. Cocomi đại, 1.5 gói. Chuẩn mực thời nay là phải to. Giá chỉ 5.000 đồng. Cocomi.